Ok và chào mọi người đã quay trở lại với channel mình và mình Khang ở đây. Thì hôm nay tiếp tục trở lại với một cái này mới về mini world các bạn ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa mini game tên là Rap Survival các bạn. Đó chính là phiêu lưu trên chiếc bè các bạn. Thì nếu các bạn nào mà biết cái tựa game này đừng quên là comment dưới mình biết nha. Rồi thì hiện tại mình đang đứng ở một cái bè nhỏ xíu xíu đúng không ạ? Cái gì đây? Nỏ phản lực. Ủa cái này hình như là để câu mấy cái này thì phải các bạn ơi. Ủa qua đâu rồi? Ở đây 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 đây. Ok. Ủa sao mình nhặt được cái gì nè? Một cái nhựa và một cục gỗ bạn ơi. Ủa sao mưa luôn rồi, trời đất ơi. Từ nha, để mình giảm cái tiếng mưa lại các bạn ơi. Cái tiếng mưa nằm ở đâu vậy? À hình như nó nằm ở cái đâu, đâu phải để độ nhảy mà. Đây đây đây. Đấy, để mình giảm âm lượng lại các bạn ơi. Chứ không là đây, để mình tăng độ sáng lên cho nó sáng kia của mình lên bạn. Nó cũng không sáng lắm bạn ơi. Đây. Mình nhặt được lá chuối rồi các kiểu đó các bạn ơi. Giờ mình chỉ cần mình quăng vô mấy cái đó là mình có thể gọi là nhặt được mấy cái đồ này để mình xây cái bè của mình bự hơn các bạn ơi. Bên đây có một cái đảo. Đảo kia có cây chuối rồi nè các bạn. Còn bên này là đảo tuyết anh em ạ. Ok. Rồi. Thì nếu các bạn mà thích mình làm mấy cái series gọi là sinh tồn như này đó, đừng quên là comment cho mình biết nha. Rồi. Để bây giờ chừng nào nó ra được mấy cái vật phẩm thì mình sẽ gọi là mình dùng cái nỏ này để mình hút các bạn, hút vật phẩm nó về. Ồ có cá mập. Úi giời. Ủa sao nó dịch chuyển lên đây nhanh vậy? Mình mới bơi bơi đây mà. Quăng mày luôn, đừng có đùa con cá mập kìa. Đi chỗ khác chơi, xong rồi quýt mày đã. Ok. Để coi nó có chế tạo được gì không nha. Ở đây cần một cái 5 ván gỗ và 3 cục đá luôn nè. Ok, 5 ván gỗ và 3 cục đá. Ủa, gì vậy? Ủa gì mới bay lên trắng trắng người ta? Ủa ơi, cái hộp quà kia xa thế. Gần thôi nào. Gần lại để tôi còn quăng chứ. Rồi, mất tích luôn. Ảo thì chiếc đài, phải quăng lẹ bạn ơi, không là nó biến mất anh em à. Ôi ơi. Quay. Thí dụ cá mập này bay lên nó cắn huyền mình thì sao? Úi giời, đây đây đây. Ôi sao nó tự bay nó cắn huyền mình các bạn ơi, mình sợ quá à. Ok, mình còn hiếu một cục đá thôi là mình đủ các bạn ơi. Ôi sao có mấy con cá mập kia xa xa nó bị ngu hay gì các bạn ơi, nó cứ đâm vô mấy cây xong nó chết. Ô, quăng con cá này được không? Chết luôn cá rồi. Ảo thiệt chứ. Này, ok. Ok, sao nhặt được? Cái thùng này chắc nhiều đồ lắm nè. Ok, đây rồi. Đủ đồ ngày à, bây giờ mình sẽ chế tạo cái bàn chế tạo để có thể chế tạo được nhiều đồ hơn nha các bạn ơi. Ở đây chúng ta có thể chế tạo cái lưới này. Cái lưới này chắc là nó sẽ giúp cho mình câu mấy cái rồi rác thải các bạn ơi. Ok rồi đặt cái gì đây? Đây, ok đặt vậy đi. Ok 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 ok. Đấy phải nhặt lưới. Ok. Không được. Ok. Chưa coi. Tiếp. Úi giời, à đây đây hết hồn tưởng không được các bạn ơi. Đây mấy con cá này câu ăn được không ta? Quỷ cái mập đi ra coi. Chiếm chỗ tôi quýnh cho cá bây giờ. Ok. Ở đây chúng ta có một cái gọi là phá đồ này. Ủa cái này là sao ta, cái này để xây hay là để phá hay ta? Ủa có một dao găm bạn ơi, chúng ta phải cần có sắt à. Mà sắt ở mô nhỉ, không biết sắt nằm ở đâu luôn các bạn ơi. Lò hủy tinh, dây thần. Ok. Cái gì đây, sao nó đỏ đỏ ở đây này vậy? Mình nhặt vô nó tăng cho mình đồ nè. Ok, xịn ái xịn sao đấy. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái lưới đây các bạn ơi, để nhặt phụ mình nhặt thêm nhiều đồ các bạn nè. Mình sẽ tấn lưới xung quanh luôn cho nó nhiều. Đấy, mình có thể làm thêm được vài cái nữa đúng không? Ủa rồi, cái lưới đâu rồi? Cái lưới cần 4 dây thần các bạn ơi. Hiện tại mình đang hết dây thần rồi. Ok, mình sẽ grab hết vô dây thần để mình làm hành cái này luôn các bạn. Đấy, ok. Rồi, đặt qua đây. Rồi, đó, cho ba cái này nó nhặt phụ mình các bạn ơi. Chứ một mình câu thì làm sao mình có thể đủ sức mà mình câu được hết đúng không? Đấy, nó sẽ nhặt hộ mình nữa. Ok, ủa sao nó mất tích luôn rồi. Ô, có cái phát sáng nè. Phát sáng mày. Phát sáng mày. Ê, đứng lại coi. Phát sáng, ok. Ôi da. Ô, cá mập lên huyền anh em ơi. No, đừng cắn huyền tôi. Bạn cá mập ơi, tha tôi đi, Chu Minga. Ây da, ây da, nó quýnh mình kìa, ây da, đau quá. Thôi, cứ cắn đi. Tao ngồi đây tao nhặt đồ tiếp vậy. Thời luôn, cá mập lên, nó cắn huyền mình. Biết mình có bể huyền đúng không các bạn ơi. Mình bể huyền là dính miệt cuộc đời luôn. Úi dồi ôi, ok. Làm sao để làm được cái vũ khí đây? Hiện tại cái vũ khí là mình cần 3 cục đá và 4 cục 4 cây que. Ok, đây, mình có thể làm vũ khí rồi nè. Từ nhá, đây mình coi. Con dao găm này là bằng sắt lận mà ơi, nên là mình nghĩ là mình không có cửa để mình chạm tới nó đâu. Nên là mình làm cái vũ khí mini này trước đi. Rồi, để mình săn cá mập các bạn. Không biết săn cá mập được có thịt được thịt để ăn. Quá trời đồ luôn. Ok, mình nghĩ là mình sẽ cần làm một cái rương để mình để đồ đó các bạn ạ. Trời ơi, trời khi nào mới hết mưa để tôi còn qua mấy cái đảo khác tôi sinh tồn nữa chứ. Ok, bây giờ để coi rìu này, phải cần 3 cái que đúng không? Ok, chúng ta phải cần khá là nhiều que đó để mình làm một cái rìu này. Và là một cái cúp nữa, mình nghĩ là chúng ta sẽ cần cúp để đi đào sắt. Mà sắt ở đâu thì mình chưa biết bạn ơi, mình nghĩ phải qua đảo này để mình đào sắt. Ok. Này, trốn hả? À, quỷ cái mặt. Nó luôn các bạn, không có giỡn mặt được. Mấy cá mập nó hay giỡn mặt mình lắm bạn. Ghét mấy con cá mập lắm ạ. Lên này,
quốc cho vỡ mộng nó luôn nè, đùa nha. Ok rồi, cúp đấu trang rồi. Đây mình hiện tại mình hết đá rồi bạn ơi. Oh my god, đây I need đá. Oh, 3-4 cục đá luôn, nhất cái nách. Ok, hút coi. Whee, kéo lại. Whee, kéo lại. Kéo lại. Whee. Ok, sao lâu chết vậy, ảo thôi chứ. Thùng này nó nhây ghê bạn, kệ thề luôn, đừng nói nó biến mất cái thùng này nha. Rồi mình thấy cái thùng nó đi hơi xa đó bạn ơi. Ô được luôn kìa. Ok rồi, mình sẽ tạo một cái cuốc nè. Rồi bây giờ mình sẽ qua thử bên cái đảo bên nào nhỉ, bên này đi. Mình sẽ qua bên này, hy vọng cái mập nó không cắn mình. Ok, mới vừa nói luôn, nó dí hay nó cắn rồi các bạn ơi. Hy vọng mình sẽ chạy kịp. Sao mày di chuyển nhanh như vậy? Ê ơi, cứu tôi. Nó bị đơ các bạn, nó bị đơ, nó bị ngáo rồi. Quay, ở đây mình thấy có con động vật gì kìa. Mình nghĩ mình sẽ nuôi con này. Ôi trên kia có cái con gà đó các bạn ơi, có chuối rồi đó các kiểu các bạn ơi. Ôi, hy vọng cái mập nó không dí mình. Qua đây cho có mấy cái bình nước mà tôi uống được ta. Sao uống nước được đây? Hôm nay uống nước mưa. Ảo thì cái trơn. Ok, ở kia có bảng kìa, mình nghĩ là nó sẽ giúp mình gọi là tìm được thêm một cái manh mối gì đó các bạn ơi. Ở đây có cái thuyền gì không? Ủa đây có cù nè, có bò nè, có heo. Ủa ơi, nó cắn thuyền mình kìa các bạn. Nó kệ bà đi. Ok, để coi. Ồ, đằng kia có con cua hoàng đế. À đâu, con mực các bạn ơi. À, đi thẳng là đến hòn đảo tiếp theo. Ồ, bây giờ mình phải cần đi thẳng tới kia hả? Ủa cái này là cái gì đây? Đừng nói là sắt nha. Ủa, gì đây? Bánh răng. Ồ, bánh răng. Ok, chúng ta sẽ lấy bánh răng để chúng ta đi đánh răng. Đùa thôi, đùa thôi. Để cái đảo này coi được đá không? Ồ, đảo này được đá nè. Ok. Ồ, ở đây chúng ta sẽ có một cái rương khá là nhiều đỏ bạn ơi, có trứng đâu nè. Wow, mấy cái trứng này là sinh ra mấy cái con động vật để mình nuôi trên thuyền đó các bạn ạ. À, nhưng mà làm sao bây giờ, làm sao để cho thuyền mình nó di chuyển được nhỉ? Không biết luôn. Các em sẽ đặt chặt cây để mình đem đồ ăn về cũng như là đi trồng cây ở khu vực nhà mình nha các bạn. Ok. Cũng khá là nhiều đồ đấy, trên cái đảo này khá là nhiều đồ và nguyên liệu phết các bạn ơi. Trời ơi, tập đầu tiên này chắc là mình chỉ có thể xây cái khu vực của mình nhìn nó to hơn một tí thôi, chứ cái thuyền này mình nghĩ là nó sẽ không di chuyển được các bạn ạ. À, di chuyển quan trọng là mình sẽ di chuyển bằng cách mình sẽ bơi nha các bạn ơi. Ok, ui, nhảy lên đây. Đói rồi đấy, mình thấy bắt đầu đói rồi, bây giờ mình phải cần hồi phục máu thôi. Mình sẽ cần ăn chuối. Ok, ăn chuối để phục hồi máu vô các bạn ơi. Đấy, ok, chặt là nhiều cây vào, mình nói chung là mình chặt hết cái khu này luôn đi. Rồi, mình sẽ đem đất lên cái thuyền của mình để mình trồng nha các bạn ơi, để mình đỡ tốn gọi là sức lực để mình đi lên đảo rồi đi lên đi xuống rồi kiểu các bạn ơi, tốn thời gian lắm. Ừ, nên mình làm vậy luôn cho nó lẹ ha. Ok rồi, giờ mình sẽ đi đào đá này. Ui ơi, ok, cúp đào đá lâu chứ ạ. À, nội ơi, trời vẫn mặt thiệt chứ, đào chắc tới mùa quýt luôn, hết mưa luôn mà mình còn chưa đào xong đó các bạn ạ. À, trời đất ơi, ảo ma Canada thiệt. Trời ơi, nãy giờ mới được chưa tới 50% nữa đó các bạn ơi. Uầy, tính ra mình còn chưa biết cách uống nước trong cái game này nha các bạn. Game này uống nước kiểu gì ta? Còn cái kia là cái thanh gì á? Cái thanh không khí, thanh oxy hả? Ờ, chắc là vậy á, chứ không phải thanh uống nước rồi đó. Bây giờ hiện tại đang 52 nè, xíu coi nó nhảy lên 53 không nha. Ok, có đào được đất không? Đá không? Ô, đào được đúng một cục, hay dữ ta. Ôi, chế tạo thì cũng không có gì gọi là xịn sò hơn các bạn ơi. Thôi chặt hết cây đi tính sao. Đó, chặt hết cây, nhặt hết đồ ăn. Ồ, đây có cái gì đây? Ồ, đây có... Ồ, cái này là gì? Sao mình đào lẻ vậy ta? Ồ, cái này là đá nè. Nhưng mà sao đá này nào mình đào lẻ vậy? Còn đá kia mình đào thấy nó thấy ghê luôn. Đào lâu như quỷ vậy? Ủa, cái này không phải đá. Đây là xi măng nọ ơi. Trời ơi, xi măng. Cái này là gì đây? Bánh răng. Còn này bánh gì? Bánh A hả? Ok. Có cái bánh A, có cái bánh răng. Ảo ma thiệt chứ. Ok, cái này đào không được bạn ơi. Rồi, mình nghĩ là mình sẽ đào luôn cái rương này đi. Đi về nhà để bỏ đồ vô chứ làm gì. Quá đã luôn. Ok. Ủa, nãy mình nhớ mình đào hết đá mà sao vẫn còn đống đá vậy ta? Ảo thiệt chứ. Hay nó tự động spawn được trời. Ồ đúng không? Ảo thiệt. Ok. Cái này là tính ra cái game này nó có tự động nhặt luôn nè các bạn. À mà ui, đây có dưa leo. À đâu, dưa hấu chứ nhầm. Ok, nói dưa leo các bạn quýnh cho. Rồi, sẽ xử luôn con gà nha các bạn ơi. Con gà hả mày? Con gà cho đi luôn. Ok. Rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi về nhà nha các bạn. Ồ. Ồ, bên kia có một cái đảo nữa kìa các bạn. Đảo bên kia bự hơn cái đảo bên này luôn anh em ơi. Để mình giết con này đã. À, giết này lấy thịt lấy đồ ăn. Mày hả bự. Mày hả cục. Mày hả bự. Ok. Rồi, còn gì để tôi nhặt đúng không ta? Ồ, bên kia có mấy con mực kìa. Không biết mình có ăn được nó không nữa. Để mình ra ngoài mình giết coi nha. Ở đâu, ngoài kia có cái mập bạn ơi. Lỡ nó cắn mình phát mình mất hết đồ sao đúng không? Khá là nguy hiểm bạn ơi.
Ok, giờ bơi về thuyền nó còn nguy hiểm hơn nữa nè. Ok, let's go. Bơi về thuyền các bạn ơi. Tối nay mình cũng nhặt được khá là nhiều đồ rồi. Bây giờ sẽ bơi về thuyền. Ok, mình sẽ bơi như thế này để cho đỡ tốn oxy các bạn ơi. Hy vọng cá mập nó không thấy mình. Nó phát hiện mình cái nó táp tôi luôn á, là chết tôi luôn. Ok, sẵn đây mình đập mấy cái rương này luôn để mình nhặt luôn. Cá mập lại đây chắc mình ký dưới đầu nó luôn á, đừng đùa. Đây sao nhiều gỗ vậy? Này đất hay gỗ vậy? À đây là đất các bạn ơi. Trời ơi, cứ tưởng gì. Ủa nó cắn kìa, nó cắn hiện mình kìa. Ok, cơ hội để mình đi về thuyền đây rồi. Trời ơi, sao tôi đập quả này không được? Sao có đập được các bạn ơi. À, quỷ cá mập này. Quỷ cá mập lì. Lì ghê không? Lì ghê không? Lì hả mày. Ê, nó sắp chết rồi. Nó sắp chết rồi. Ui rồi. Sắp chết rồi, sao nó sống lại được luôn kìa. Ảo ma thiệt chứ các bạn ơi. Ok, công cuộc rồi, đi nhặt đồ tiếp. Nãy giờ cũng được khá là nhiều đồ hả bạn ơi. Ê, coi, hôm nay thu hoạch được cái gì. À chết dở. Hồi nãy mình nói mình đào đất đúng không? Trời ơi, đây, được đúng cục đất luôn. Đó, quỷ sứ này. Nó đánh được mình trên bờ đúng không? Thì mình sẽ chui nước để cho nó khỏi đánh mình. Quay, một cái. Ừ, hay quá, đi luôn. Chết ngát luôn các bạn ơi. Mà có ảo mà Canada thật sự. Ok, mình nói mình sẽ trồng một cây ở đây. Rồi, trước tiên mình cần làm một cái cuốc nè. Ok, để mình cuốc đây để mình làm hạt giống vô. Hạt giống cây chuối các bạn ơi. Hy vọng nó sẽ trồng được. Ừ, không trồng được luôn các bạn ơi. Hay quá, 10 điểm luôn, xuất sắc chứ. Ok, không trồng được rồi, giờ sao ta? Rồi nhá, để mình thử cây khác thôi, coi. Ví dụ như cái này thì sao? Đây. Giống này. Ồ, giống này được. Tưới nước. Ok, không tưới được nha các bạn. Game này ảo thiệt chứ. Rồi cho bình nước tôi chi vậy? Ghê thiệt. Ok, rồi cất bớt đồ vô các bạn ơi. Nào mình cần mang mình mang thôi. Ui, mình đang có 10 cái này. Mình sẽ đi mở rộng đi ha. Ok, mình sẽ mở rộng cái thuyền mình lên một tí. Ok. Có đẳng được hả? Ô mày chuối. Ủa kỳ vậy ta. Trời ơi, giờ thôi tôi sống luôn trên đảo đi. Chuối đây chi nữa. Ảo thiệt chứ. Rồi sao say. Ủa rồi cái game này say cái gì ta. Nè. Ok. Quế. Nani. Hay là mình phải làm cái này. Mình nghĩ là mình sẽ cần làm cái đó đó các bạn ơi. Để mình có thể say. Maybe. Thử coi. Phá, đừng nói nó phá banh chành luôn nha. Để mình thử ấn coi. Rồi, 10 điểm luôn các bạn. 10 điểm thiệt chứ. Thiệt là quái cái sữa mà. Rồi xong luôn, đi luôn rồi đó. Rồi giờ sao, mất hai chỗ luôn. Buồn thiệt. Game này ảo thiệt chứ các bạn ơi. Trời ơi, làm tôi nãy giờ đi sinh tồn. Xong cuối cùng tôi mua cây này, giờ tôi đập cái lũng hôn cái huyện bạn. Hay thiệt. Thôi, thì nói chung là tập 1 ở đây thôi các bạn ơi. Thì nếu bạn thích video của mình thì đừng cho một like nè, và đăng ký, và đừng quên là cái chuông các bạn đăng ký và chọn tất cả để không đọc mình mới kênh YouTube nha mọi người. Thì nếu các bạn thích mình làm tập 2 nữa thì đừng quên là comment nữa nha. Ok, còn giờ thì hẹn lần sau quá mọi người. Bye bye.